Phẫu thuật thẩm mỹ giúp xóa đi những khuyết điểm vốn có trên gương mặt để có được vẻ đẹp như mong muốn. Tuy nhiên, phẫu thuật thẩm mỹ đẹp hay không đẹp còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là sự hài hòa tỷ lệ giữa các bộ phận trên khuôn mặt. Sự hài hòa ấy được coi là tỷ lệ vàng, là tiêu chuẩn vàng để mang đến vẻ đẹp hoàn hảo cho gương mặt khách hàng. Vậy tiêu chuẩn vàng trên gương mặt là như thế nào và làm sao để có được vẻ đẹp riêng phù hợp với tiêu chuẩn của từng gương mặt khi có nhu cầu thẩm mỹ? Vậy phẫu thuật thẩm mỹ đẹp hay không đẹp? Như thế nào là tỷ lệ vàng trên gương mặt và làm sao để có được nét đẹp riêng mà vẫn đạt chuẩn khi phẫu thuật thẩm mỹ? Minh Thu hiện đang có mặt tại Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê, một trong những địa chỉ thẩm mỹ làm đẹp uy tín nhất tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, và trong chương trình Đẹp hơn mỗi ngày ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Hải Lê, người đã có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và làm đẹp. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bác sĩ chia sẻ để tìm hiểu xem như thế nào là tỷ lệ vàng trên gương mặt. Ngay từ khi ra đời, Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê đã khẳng định được vị thế và đẳng cấp của một thẩm mỹ y khoa tiêu chuẩn quốc tế. Với đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao về thẩm mỹ, cũng như được rèn luyện về y đức. Đứng đầu là thạc sĩ, bác sĩ Hải Lê, người sáng lập và dành nhiều tâm huyết nhằm đem lại sự an tâm và hài lòng cho mọi khách hàng có nhu cầu làm đẹp tại Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê. Luôn ý thức rõ tầm quan trọng của những thành tựu khoa học công nghệ đối với thẩm mỹ, Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê đã nhận chuyển giao công nghệ cắt mí Mani Mini Deep 5D, nâng mũi Demi 5D độc quyền từ bệnh viện Grand Hospital của Hàn Quốc trong năm thứ 6 liên tiếp. Đồng thời, Dr. Hải Lê cũng hợp tác và nhận chuyển giao công nghệ trẻ hóa Ultraformer 3 của tập đoàn Classy Hàn Quốc, nghiên cứu và phát triển được khách hàng vô cùng yêu thích. Ngoài ra, Dr. Hải Lê còn hợp tác với nhiều đối tác đến từ các nước phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Thái Lan để đưa những kỹ thuật và công nghệ thẩm mỹ làm đẹp quốc tế tiên tiến về với các tín đồ làm đẹp ở Việt Nam. Cùng với đó, bằng những cống hiến nỗ lực hết mình vì sự nghiệp làm đẹp, thạc sĩ bác sĩ Hải Lê đã đạt nhiều giải thưởng ấn tượng như Viện Thẩm mỹ được yêu thích nhất, giải thưởng cắt mí Mani Mini Deep 5D đẹp nhất năm 2017. Giải tạo hình thẩm mỹ mũi đẹp và an toàn nhất, thạc sĩ bác sĩ Hải Lê đã nhận giải thưởng Nghệ nhân bàn tay vàng 2018, giải vàng tự hào thương hiệu dạng người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, được biết Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê đã vinh dự nhận được rất nhiều những giải thưởng danh giá của các tổ chức hiệp hội trao tặng. Trong đó phải kể đến giải thưởng đó là Giải Nghệ nhân bàn tay vàng năm 2018 và Giải vàng tự hào thương hiệu dạng người Việt Nam. Chăm nghe không bằng một thấy, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi những ca phẫu thuật cắt mí Mani Mini Deep 5D và nâng mũi Demi 5D tại Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê. Quy trình phẫu thuật thẩm mỹ tại Dr. Hải Lê, trước khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ thì khách hàng luôn được các bác sĩ hỏi về nhu cầu làm đẹp và mong muốn kết quả sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Từ mong muốn đó, các bác sĩ sẽ tư vấn và tiến hành đo vẽ các tỷ lệ của bộ phận cần phẫu thuật trên gương mặt của khách hàng. Chào em, hôm nay em sẽ có cái nhu cầu phẫu thuật gì trên khuôn mặt của em? Hôm nay em đến, em muốn bác sĩ tư vấn cho em về làm cằm và cắt mí ạ. Thì bác sĩ có thể tư vấn cho em để làm như nào để khuôn mặt của em nó được hoàn hảo hơn. Đối với mí của em thì hiện tại bác sĩ trước khi phẫu thuật về bác sĩ sẽ thăm khám về cằm cũng vậy, thăm khám để cân đối các cái tỷ lệ vàng trên khuôn mặt và sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật. Về cái mí mắt của em thì cái phần bên phải sụp và phần bên trái thì mí mắt không có đều. Vậy thì mắt của em sẽ cắt mí Mani Mini Deep.
sẽ tạo ra cái mí nó to. Khuôn mặt em khuôn mặt bầu, chính vì thế là mí có thể làm to tròn được. Cái cằm thì bác sĩ sẽ đo vẽ và tỷ lệ thì từ bờ dưới của cánh mũi đi xuống khóe miệng thì nó sẽ chiếm 1/3 cái tỷ lệ từ khóe miệng đi xuống điểm thấp nhất của cằm. Thế như vậy là em đang thiếu khoảng tỷ lệ cằm của em đang thiếu 1 cm thì nó sẽ đạt được tỷ lệ vàng. Còn ở góc nhìn nghiêng, góc nhìn nghiêng thì bác sĩ sẽ vẽ một cái đường từ, bác sĩ sẽ đặt một cái thước và như vậy thì cái phần nhô ra của cằm em đang thiếu. Bình thường thì ba cái điểm này, bình thường thì bờ dưới thì bình thường đầu mũi và môi và cằm nó sẽ đi qua một đường thẳng. Độ nhô của cằm đã của em cũng đang thiếu khoảng 0.5 cm. Đấy, thì cằm của em sẽ, bác sĩ sẽ làm là kéo dài và đưa ra trước một tí thì nó sẽ đạt được tỷ lệ vàng cho em. Về cái mắt thì với khuôn mặt bầu này thì em có thể làm một cái mí to được. Và trong phẫu thuật thì bác sĩ sẽ hướng tới cái độ cong vểnh lông mi là đạt độ 5. Chỉ có trong cái kỹ thuật cắt mí mini deep 5D này thì nó sẽ đạt được cái độ cong vểnh ở mức độ 5, tức là cái tỷ lệ vàng mà bác sĩ hướng tới. Với cái độ cong vểnh lông mi như thế thì sẽ làm cho cái đôi mắt của mình nó sẽ rất là tươi trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Thì đường mổ có thể đi đường bên trong hoặc đường bên ngoài bờ dưới của cái cằm thì chúng ta sẽ không nhìn thấy sẹo sau phẫu thuật. Sau khi được các bác sĩ của Dr. Hải Lê tư vấn và đo vẽ tỷ lệ cần phẫu thuật trên gương mặt, khách hàng được mời lên khu vực phẫu thuật để được thực hiện dịch vụ theo nhu cầu. Công nghệ cắt mí Mani Mini Deep 5D là công nghệ độc quyền hơn 5 năm tại Dr. Hải Lê, đã thực hiện thành công cho hàng ngàn lượt khách hàng. Đây là phương pháp thẩm mỹ cắt mí cao cấp với những ưu điểm vượt trội, mang tới cho khách hàng một đôi mắt hoàn hảo, đẹp mọi góc nhìn và đạt chuẩn nhân chắc học cho đôi mắt đẹp. Điểm đặc biệt của phương pháp cắt mí Mani Mini Deep 5D đó chính là ứng dụng chỉ Mani, một loại chỉ có xuất xứ từ Hoàng gia Nhật Bản, có khả năng liên kết mí bền vững, được sử dụng trong các phẫu thuật mí tại Dr. Hải Lê. Công nghệ này sử dụng kỹ thuật bóc tách bọng mỡ thừa nhẹ nhàng, kín đáo, chuẩn xác với đường khâu chéo tạo cho nếp mí có độ sâu hoàn hảo, hai mắt to tròn, rõ nếp mí. Thưa quý vị, và hiện tại Minh Thu đang có mặt tại khu vực phòng phẫu thuật của Viện Thẩm mỹ Y khoa Dr. Hải Lê và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các bác sĩ ở đây thực hiện các ca phẫu thuật như thế nào. Chào bác sĩ Phương. Vâng ạ, không biết là với ca khách hàng thực hiện phẫu thuật cắt mí Mani Mini Deep 5D thì đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Ở đây thì chúng tôi vừa mới thực hiện hoàn thành xong ca phẫu thuật cắt mí rồi. Thưa bác sĩ, vậy thì với khách hàng này thì sẽ cần phải thực hiện các phương pháp và các bước như thế nào để có thể có được những nếp mí đạt chuẩn theo tỷ lệ vàng của gương mặt ạ? Thì bác sĩ phân tích một chút về cái tình trạng mi của từng khách hàng. Khi mà có độ tuổi rồi, hoặc là với những bệnh lý sẵn có, hoặc là cái tuổi già, lão hóa thì sẽ làm cho cái lông mi của chúng ta nó đang ở một cái vị trí mà tươi trẻ của đôi mắt thời còn trẻ, sẽ cụp cái lông mi xuống làm cho đôi mắt trở nên buồn và có tuổi tác hơn, đúng không ạ? Chính vì vậy mà cắt mí Mani Mini Deep 5D của Viện Thẩm mỹ Khoa Dr. Hải Lê của chúng tôi sẽ giúp cho các vị khách hàng của chúng tôi có được độ cong vảnh lông mi cần thiết, đó là độ 4, độ 5. Chị thấy thế nào, có hài lòng với kết quả sau phẫu thuật của mình không? Có, em thấy đẹp ngoài mong đợi của em. Ngoài mong đợi đúng không ạ? Vậy thì không biết là bác sĩ và chị có phiền cho Minh Thu xem tấm hình trước khi mà mình thực hiện ca phẫu thuật được không ạ? Được. Ok. Cho anh mượn. Các bạn có thể thấy rằng là trên hình ảnh thì nhìn thấy rõ được là khuôn mắt của bạn ấy trước khi thực hiện phẫu thuật. Thì bạn ấy có nếp mí lót, tức là rất là nhỏ thôi, nếp mí rất là nhỏ, đúng không ạ? Và nếu mà nhìn kỹ hơn các bạn có thể thấy được là đôi mắt của bạn, cái khuôn mắt của bạn hơi buồn một chút. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phương, cảm ơn chị. Thưa quý vị, thực sự là Minh Thu cảm thấy rất ấn tượng với kết quả của ca cắt mí Mani Mini Deep 5D. Nhưng mà tại phòng phẫu thuật hiện nay vẫn còn có một ca phẫu thuật nữa và chắc chắn cũng sẽ khiến quý vị phải bất ngờ với kết quả đạt được.
Thưa quý vị, và đây là ca phẫu thuật nâng mũi để mi 5D được thực hiện bởi bác sĩ Bình. Chào bác sĩ ạ. Xin chào em. Không biết là với ca phẫu thuật này của mình thì đã hoàn thiện chưa ạ? Chúng ta vừa hoàn thiện một ca mũi để mi 5D. Thưa bác sĩ Bình, để thực hiện phương pháp nâng mũi để mi 5D thì chúng ta cần phải lưu ý những gì để có thể đạt tỷ lệ vàng của gương mặt ạ? Để nâng mũi để mi 5D đạt được tỷ lệ vàng thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái tình trạng của bản xương, tình trạng của chiều dài mũi và chiều dài của khuôn mặt, cũng như là tình trạng của hai gò má, để chúng ta sẽ điêu khắc trên trực tiếp trên khuôn mặt của vị khách hàng. Mỗi một vị khách hàng thì sẽ có một tỷ lệ riêng. Sau khi mà chúng ta tạo dựng một cái dáng mũi sẽ mang lại một cái vẻ đẹp rất là tự nhiên và nó hài hòa phù hợp với từng khuôn mặt. Thưa bác sĩ, có rất nhiều người quan niệm rằng là một gương mặt đẹp là một gương mặt phải có một chiếc mũi cao tây, một gương mặt mi line hay là đôi mí mắt to tròn. Vậy theo quan điểm của bác sĩ, điều này có đúng hay không ạ? Như Minh Thu đề cập cái câu hỏi vừa rồi thì nó chỉ đúng được một phần, tức là khi mà chúng ta đi phẫu thuật mũi hay mí về và chúng ta có một cái mũi cao hoặc là một cái mí mắt to rõ thì là đẹp. Tuy nhiên dưới góc nhìn của bác sĩ thẩm mỹ thì cái đẹp đó nó phải có một cái tỷ lệ cân đối trên khuôn mặt. Nếu chúng ta nhìn riêng một cái mũi thì có thể nó đẹp, tuy nhiên khi mà nó kết hợp với các bộ phận khác trên khuôn mặt thực tế của vị khách hàng đó thì nếu như nó không đạt được cái tỷ lệ vàng thì hoàn toàn khuôn mặt đó không đẹp, mặc dù cái mũi đó có thể đẹp. Rõ ràng là gương mặt của mỗi người sẽ có một tỷ lệ khác nhau. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn, vậy thì như thế nào là tỷ lệ vàng trên gương mặt ạ? Cái tỷ lệ vàng tức là sau những cái nghiên cứu nhiều trên mẫu nhiều khách hàng, trên nhiều người, trên khuôn mặt nhiều người thì người ta rút ra một cái tỷ lệ nhân trắc học, một cái tỷ lệ chung mà rất là đẹp thì người ta mới đưa ra cái tỷ lệ vàng. Và tỷ lệ vàng đó bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ luôn luôn hướng tới để làm sao đó cái sự cân đối trên khuôn mặt và tạo nên một khuôn mặt đẹp chứ không phải là một bộ phận đẹp. Cái tỷ lệ vàng đó cụ thể thì khuôn mặt chúng ta về tổng thể là chia ra 3 phần, từng trên, từng giữa và từng dưới. Từng trên thì tính từ bờ dưới chân tóc cho đến bờ dưới của lông mày, từng giữa thì từ bờ dưới của lông mày cho đến bờ dưới của cánh mũi, và từng dưới từ bờ dưới cánh mũi đi xuống điểm thấp nhất của cằm. Để đạt được cái tỷ lệ vàng trên khuôn mặt thì cái chiếc mũi nằm ở trung tâm của mặt. Chúng ta nhìn thẳng thì cánh mũi khi mà chúng ta kẻ một cái đường từ góc mắt đi xuống thì cánh mũi nó sẽ nằm trong cái đường thẳng đó. Và mũi sẽ nằm trung tâm của mặt. Khuôn mặt chúng ta chia ra làm 3 phần, phần từng trên, từng giữa và từng dưới. Đối với từng trên thì tính từ bờ dưới của chân tóc đi xuống bờ dưới của lông mày, và từng giữa thì từ bờ dưới của lông mày đi xuống bờ dưới của cánh mũi, và từng dưới thì từ bờ dưới của cánh mũi và đi tới điểm thấp nhất của cằm. Và khuôn mặt chúng ta chia ra 3 phần thì mũi nó nằm ở cái từng giữa, và một cái sự cân đối bao gồm bờ trong của cánh mũi phải nằm trong cái đường thẳng kéo từ góc mắt đi xuống. Ở góc nghiêng thì chúng ta nhìn thấy góc trán mũi nó vào khoảng 120 độ, và góc trụ mũi và môi ở nam là 90 độ và ở nữ là 100 đến 105 độ. Đấy là các cái tỷ lệ vàng của mũi trên khuôn mặt. Những cái tỷ lệ đó bác sĩ luôn luôn hướng tới để đạt được một cái kết quả thẩm mỹ tốt. Thưa bác sĩ, vậy làm thế nào để có thể phẫu thuật đạt được tỷ lệ vàng trên gương mặt ạ? Muốn đạt được cái tỷ lệ vàng thì trước khi phẫu thuật chúng ta phải đánh giá và đo vẽ để xem là vị khách hàng đó của chúng ta là đang phần nào chưa đạt được tỷ lệ và phần nào đạt được tỷ lệ rồi. Và sau đó vào cuộc phẫu thuật thì bác sĩ sẽ hướng tới cái tỷ lệ vàng. Cũng có thể chúng ta đạt được cái tỷ lệ vàng như mong muốn, tuy nhiên là có những trường hợp thì chúng ta sẽ hướng tới gần tới tỷ lệ vàng. Và càng tiến gần tới tỷ lệ vàng bao nhiêu thì sẽ có một cái tỷ lệ cân đối trên khuôn mặt. Xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là thông qua phần trao đổi và chia sẻ với bác sĩ Hải Lê ngày hôm nay thì chắc chắn Minh Thu và quý vị khán giả cũng đã hiểu được như thế nào là tỷ lệ vàng trên gương mặt và tầm quan trọng của việc áp dụng tỷ lệ vàng của gương mặt vào phẫu thuật thẩm mỹ. Và thưa quý vị, thời lượng của chương trình Đẹp hơn mỗi ngày ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.